Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn về một số bài viết. Do cái này thì bài viết về cái UPROM ấy. Đấy. Một số bạn trên diễn đàn nó hỏi nhiều quá các bạn. Đấy. Mình chưa có thời gian rảnh thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn